Xin chào các bạn, đây là trung tâm AdvanCAD chuyên đào tạo kỹ thuật CAD CAM CNC mỗi cấp độ với các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần thiết kế sản phẩm cơ bản với phần mềm Enix phiên bản 8.5 theo sự hướng dẫn của giáo viên trung tâm thầy Võ Duy Cường. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn phần 2D trong phần mềm Enix phiên bản 8.5. Sau khi mở phần mềm, các bạn chọn New. Cửa sổ New hiện ra, các bạn chọn tab Drawing, sau đó chọn khổ giấy. Đây, chọn A4 ha. Ok. Rồi khi mở lên thì Enix bắt các bạn nhập vào tên người vẽ, người chết, Approve ha. Rồi. Các bạn muốn chỉnh sửa khung tên thì các bạn phải vào Format, chọn Layer Setting, mở Layer 256 lên, sau đóng lại. Thì bây giờ, Nick sẽ cho phép các bạn làm việc trên cái khung tên này. Để chỉnh sửa, các bạn nhấp chuột phải, chọn Edit Definition. Rồi, bây giờ các bạn muốn nhập vào phần nào, ví dụ như phần Title này, thì các bạn phải tắt Lock đi ha. Ok. Rồi sau đó các bạn nhấp đúp vào, hoặc các bạn nhấp chuột phải, chọn Populate. Rồi bây giờ các bạn có thể nhập vào phần Title. Thì chú ý trong Enix phiên bản 8.5 thì cho phép các bạn copy, thay cho các bạn thể hiện tiếng Việt, nhưng không thể đánh tiếng Việt trực tiếp trong phiên bản 8.5 mà các bạn phải đánh trên Word hoặc một phần mềm nào đó. Sau các bạn copy vào, C, copy paste vào. Là ok. Rồi. Trước khi làm việc trên Enix, các bạn phải thiết định cái mặc định về kích thước, cỡ chữ vân vân. Các bạn vào reference ha. Chọn annotation. Rồi, cỡ sổ annotation hiện ra, các bạn chú ý tôi phần dimension. Chọn các kiểu thể hiện ha, ví dụ như thể hiện mũi tên, thể hiện đường giống vân vân. Hoặc line around, chọn kiểu mũi tên, kích thước mũi tên, vân vân. Lettering, các bạn thiết định cái cỡ chữ của kích thước hoặc là của dung size, vân vân. Symbol là các ký tự, unit các bạn chọn cái kiểu mà thể hiện dấu thập phân là chấm hay phẩy ha. Rồi. Ok. Tiếp theo là các bạn thiết định Section Line, chính là cái đường mà thể hiện mặt cắt hay đường hay hình cắt. Rồi, tiếp theo nữa là View. Ở đây thiết định những cái mặc định cho View thì tốt nhất các bạn nên chọn Sihood để thể hiện cái khối trụ ha, khối trụ hình tròn. Rồi hai đường line thì các bạn cho Invisible tắt đi để cho dễ nhìn ha, tắt bớt những đường ẩn đi. Ok. Rồi sau đó việc tiếp theo các bạn lấy chi tiết để vào đây đồ bán vẽ. Thì các bạn chọn Assembly, Component, F Component, Open. Chọn cái chi tiết mà các bạn muốn đồ bán vẽ. Ok. 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 Rồi, trong Enix đầu tiên các bạn phải chiếu Bay View ha. Thì các cái hình Object View hay Detail View, Section View mới có công dụng. Rồi, trong Bay View các bạn chú ý tôi cái phần Model View. Một, các bạn chọn những hướng nhìn mặc định. Hai, các bạn sẽ theo cái hướng nhìn tùy ý, các bạn chọn cho tôi Orange View. Rồi, xoay đúng cái hướng nhìn mà các bạn mong muốn. Ok. Rồi, chúc bạn chú ý scale và tỷ lệ ha. Rồi. Đặt hình chiếu. Nếu các bạn thấy tỷ lệ không phù hợp thì các bạn có thể nhấp chuột phải Shift, chọn Edit Shift. Trong đây các bạn chọn cho tôi tỷ lệ. Như đây tôi sẽ chọn một tỷ lệ bất kỳ, Custom Scale. Tỷ lệ tôi chọn là 2/3. Rồi.
Đây tôi chọn thì theo tiêu chuẩn ISO, chiếu theo tiêu chuẩn ISO. Ok. Rồi. Bây giờ tôi tiến hành đánh dấu tâm. Ok. Lại. Ok. Giờ tiến hành bắt kích thước cho hình này. Bắt kích thước đường kính. Rồi, để tắt cái đường giống này thì tôi chọn style. Rồi, tôi tắt hai đường giống đi. Ok. Bắt kích thước. Chọn bắt kích thước góc. Các bạn nhấn chuột phải chọn Origin ha. Rồi các bạn chọn kiểu hai mũi tên đấu vào nhau. Chọn cái kích thước tham khảo. Ok. Rồi các bạn thấy trùng vào nhau. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta thực hiện cắt cái hình này ra. Ta chọn lệnh Ribbon Section View. Sau đó chọn View để cắt. Rồi Edit yêu cầu bạn chọn cái tâm. Rồi, sau đó các bạn chọn cái vị trí sẽ cắt qua. Chọn hai vị trí ha, cái này cắt kiểu ribbon. Rồi các bạn chọn cho tôi để thay đổi hướng nhìn. Các bạn chọn vào mũi tên ha. Đó, các bạn chú ý cái chiều mũi tên, chú ý chiều mũi tên. Đó, chúng ta thay thế theo hướng nhìn. Rồi, ok. Rồi bây giờ các bạn xoay đúng cái vị trí các bạn mong muốn và các bạn đặt hình vào. Ok. Rồi. Bây giờ cái hình các bạn đang là mặt cắt. Bạn muốn thể hiện kiểu hình cắt và có gạch mặt cắt hay bạn nhấp chuột phải chọn cho tôi style ha. Rồi, chọn cho tôi phần cái tab section, tích vào background và rotate. Ok. Rồi, giờ chúng ta muốn thay đổi cái kích thước của rotate này bạn nhấp đúp vào ha. Chọn thay đổi giá trị. Ok. Giờ chúng ta tiến hành đánh dấu tâm.
Bây giờ chúng ta tiến hành bắt kích thước. Giờ chúng ta thực hiện hình chích. Lệ hình chích chúng ta cho nó hai lần. Việc đầu tiên khi bạn tạo hình chích xong, bạn nhấp chuột phải, tôi chọn là Convert to Independent Detail. Rồi, ok. Giờ chúng ta tiến hành tiếp tục bắt kích thước. Thank you.
cái này thì chúng ta vào Edit ha. Notation chọn test, nhấp vào biểu tượng phi, nhập tới giá trị M6. Ok. Rồi các bạn nhập cho tôi after là nhân 0.75, M6 nhân bước 0.75. Ok. Rồi các bạn thấy khoảng cách nó không hợp lý ha, các bạn nhấp chuột phải, chọn style. Rồi các bạn tìm đến một lettering cho tôi và sau đó chuyển qua một appended. Nhập cho tôi giá trị này 0.25. Trên 0.2. Nhầm. Dimension ha, dimension. Ok. Bạn có thể nhập vào ba giá trị, ba vị trí vậy ha. Tiếp theo để đánh dấu mặt chuẩn. Các bạn chọn cho tôi để đánh dấu mặt chuẩn, các bạn cho tôi biểu tượng này ha, datum feature. Rồi. Bạn chọn cho tôi ở phần leader ha. Chọn vị trí đặt. Và bây giờ các bạn chỉ cần kéo thả đúng vị trí các bạn mong muốn. Okay. Xong. Đây các bạn hãy tùy ý thay đổi cái chữ cái mà các bạn mong muốn. Rồi, để đánh dung sai hình học các bạn chọn cho tôi feature control frame. Ví dụ đây tôi chọn sai số. Sai số tôi đảo mặt đầu. Đó. Dung sai 0.1, sai số sâu ở mặt A. Bây giờ các bạn chọn vào phần leader, chỉ vào cái mặt mà các bạn muốn. Rồi. Để thể hiện cái chamfer này, bạn chọn detail. Phóng lớn lên. Để thể hiện cái vị trí các bạn thể hiện hình chích, bạn nhấp chuột phải và chọn Edit. Các bạn ngay vị trí label các bạn chọn cho tôi label. Thank you.
À, đổi màu đi ha, do này trùng với màu nền, chọn tôi màu cyan. Ok, rồi bạn chọn kiểu ghi chamfer, chọn cạnh chamfer này. Ok, rồi để tạo ghi chú cho bản vẽ này, các bạn chọn Note, đánh vào cái test, thì test này các bạn đánh ra ngoài ha. Ví dụ ha, ví dụ này. Rồi các bạn muốn gạch chưới chữ ghi chú này thì bạn mở thôi này, chọn gạch chưới. Ok, để ghi dung sai đổi nhám thì các bạn chọn cho tôi ký hiệu Surface Finish Symbol. Rồi, các bạn chọn các cái kiểu mà chúng ta muốn ghi tùy theo ha. Rồi, đây tùy theo giá trị các bạn sẽ nhập vào. Ví dụ tôi chọn đây RA bằng 2,5. Chọn đây. Nên các vị trí bắt kích thước này các bạn muốn vẽ cái đường nối thì bạn chọn cho tôi
Intersect Symbol. À, các bạn chọn cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai sẽ có đường nối ha. Nhập giá trị 0. Apply. Tương tự cho các vị trí còn lại. Dụ đây. Rồi, như vậy tôi đã hướng dẫn bạn tạo một bản vẽ hoàn chỉnh. Thì các bạn muốn biết thêm nhiều cái tạo mặt cắt hay hình cắt cho mình có session thì bạn chú ý vào insert ha. Chọn view. Thì ở đây nó sẽ có các cái hình, ví dụ là raw sketch là hình chiếu nhưng chiếu theo một hướng nhìn. Rồi, trong lệnh switch session thì nó có symbol thép như đường cắt gấp khúc vuông góc hoặc cả half cắt góc phần tư. Revolve thì em tôi đã làm các bạn thấy đó, hoặc là Fondist là cắt đường gấp khúc, đường gấp khúc này không phải là gấp khúc vuông góc. Tương tự vậy Unfondist Boy to Boy Session này là đường cắt gấp khúc ha. Nhưng mà hình sẽ được trải ra à. Ngoài ra ví dụ như các bạn làm bản vẽ lắp, các bạn muốn liệt kê cái số chi tiết có trên bản vẽ thì bạn chọn cái tôi bật list ha. Thì tùy trong cái đây các bạn có bao nhiêu chi tiết thì NX sẽ tự nhận dạng và đưa ra cho bạn một cái bật list. Ví dụ ở đây tôi có một bạc thì sẽ báo bạc nô, bạc số 1, bạc nem mà mâm xe số lượng là 1. Muốn đánh dấu thì các bạn chọn tôi auto blend, hoặc là nhấp chuột phải vào cái bạc list này, chọn auto blend. Rồi chọn cái view các bạn muốn đánh dấu. Ok. Thì giờ edit sẽ đánh dấu ra. Rồi các bạn muốn chỉnh sửa này, vị trí đánh dấu thì các bạn có thể tùy ý thay đổi. Rồi kích cỡ các bạn cũng có thể tùy ý thay đổi. À, giờ các bạn tiến hành đặt tên cho bản vẽ, chọn save. À, chú ý với bất kỳ phần mềm nào như vậy thì chi tiết 3D chiếu bản vẽ với bản vẽ hay phải để chung một nơi. Đối với Edit thì không phân biệt là 2D, 3D hay Sheet Metal, tất cả đều là đuôi BRT nên các bạn phải đặt tên thêm cái đuôi vào 2D để cho dễ dàng nhận biết. Ok. Rồi khi các bạn ok thì ở đây Edit sẽ tự động nhập cái tên các bạn vừa đặt vào cái mục nô của bật nô của bản vẽ ha. À, ok, như thế chúng ta đã làm xong phần 2D. Xin chào các bạn.